Hôm nay chúng ta vào phần pronunciation của bài Unit 4 ở My Neighborhood trong sách bài tập tiếng Anh lớp 6 tập 1. Ở phần bài này thì chúng ta luôn luôn gặp, và ở trình độ lớp 6 thì mình mới gặp là từ có phát âm khác các từ còn lại. Ngoài ra trọng âm từ là một phần nâng cao hơn, và bởi vì thế cho nên các đề chuyển cấp hay các đề đại học sẽ có hai bài liên quan đến âm. Một bài là trọng âm từ, một bài liên quan đến phát âm khác. Với những từ chúng ta đã biết cơ bản thì khá là dễ đúng không? Advice là âm I. Price là âm I. Tự nhiên từ này không bao giờ đọc sai rồi. Nice làm phương pháp loại trừ thì D. Police là dấu hiệu. Ăn là từ có phát âm khác các từ còn lại. Express, exciting, expensive, excellent. Expressed. Đọc nào. Express, nó bắt đầu bằng chữ I, là nguyên âm đơn I. I cả S đấy, bởi vì X ở đây là dấu hiệu của S mà. Exciting, express. Tiếp tục, exciting cũng tương tự như cái này. Expensive cũng tương tự như vậy. Vậy từ có phát âm khác các từ còn lại là gì? Excellent. Tất cả những chữ E này của A, B, C nó phiên âm thành âm I. Còn E này vẫn là âm E. Excellent. 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 Và E đây là âm ơ ngắn. Excellent. Vậy đây là từ có phát âm khác các từ còn lại. Tiếp tục câu số 3. Coffee. E này là âm I ngắn. Đó. Nhưng mà C thì là âm I dài căng hai mép. Ở bài 12 nguyên âm đơn, 8 nguyên âm đôi có nói đến agree. Cũng là âm I dài. Free cũng là âm I dài. Vậy từ có phát âm khác các từ còn lại chính là A. Coffee. Coffee. Tiếp tục chúng ta sang câu số 4. Chúng ta có từ city. Nghe từ city, tất cả nó đều là âm I ngắn. Từ này hôm trước chúng ta học ở bài trước rồi, đúng không? Wow, sorry. C, city. Âm I ngắn nhưng C này đọc thành âm S. Rồi central. Cinema cũng là âm S. Central cũng là âm S. Đương nhiên còn lại chỉ còn B là từ có phát âm khác các từ còn lại, đúng không ạ? Từ này hôm trước chúng ta đã học đó là gì ạ? Cathedral. Nó là nhà thờ lớn. Cathedral. Thì C đây lại phát âm thành âm K. Còn lại city, âm S. Central, âm S. Cinema. Còn đây là cathedral. Vậy từ có phát âm khác các từ còn lại là B. Tiếp tục. Treat, cleaned, beach và great. Trong âm I càng hai mép thì great là một từ ngoại lệ, bởi vì EA lại là dấu hiệu của âm A. Những từ ngoại lệ có nghĩa là gì? Có dấu hiệu đó nhưng không đọc thành âm đó, hoặc không có dấu hiệu đó nhưng đọc thành âm đó. Đúng chưa? Vậy cô vừa chữa xong cho chúng mình bài 1 pronunciation. Những bài này thì chúng ta phải chăm chỉ thôi, vì ngoài kỹ thuật âm ra thì còn phải tích lũy nữa. Chúng ta tiếp tục theo dõi bài sau của cô.